Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chấu Cua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh lang của bạn. Ở tập trước thì mình cũng đã phát triển đất nước lên đến một cái mức độ cũng khá khá rồi. Bây giờ mà mình đang nghiên cứu công nghệ gì nhỉ? Đây à, nghiên cứu vào cái này để nâng cái áo giáp đây này. Hội thợ rèn giáp cộng 3% phải lên đến đây để có đội là lính Goban tuyển chọn đấy. Mình phải có quân sự một tí đấy nó mới sướng. Ổn định lãnh thổ một chút xíu đã, xong rồi mới tính đánh nhau tiếp được. Ôi giời ơi, cái vùng này nó hơi dở hơi là mình không thể xây được công trình tôn giáo ngoài cái công trình này. Rất khó để cải tạo cái giao tôn giáo ở đây. Đấy, cộng sẵn là ảnh hưởng của tôn giáo dị giáo La Mã này, cộng 10 điểm. Đang vây cái thành này. Ăn nó phát. Cái gì? Có quân quá. Uầy, thế thì từ đầu đến giờ chỉ có hai tướng này đi tấn công nhỉ? May nhỉ? Công trình tôn giáo cũng được, sửa đi để lần sau mình dùng. Bây giờ mới căng. Bây giờ là căng. Đây rồi. Thằng này trận chiến cuối cùng với anh. Quân này vẫn bị thương nặng quá, chưa hồi được. Thôi để lượt sau tính tiếp. Phía Bắc thì thằng này nó lại tái chiếm được hết vùng này nhỉ. Ông đệ mình chắc đánh nốt chỗ này. Trung thành của nó lại không tăng lắm. Hiệp ước với Hung Nô, hiệp ước với Chris là bọn này à? I am sure you... Bỏ lốt cái hiệp ước giao thương với bọn này nữa thì I have little gain in wasting the day on you. Mình sẽ mất khá tiền đấy, nhưng mà sẽ có thêm cái điểm ngoại giao với thằng này. Hiệp ước với Hung Nô nữa thôi. Mất khá nhiều tiền nhưng mà cần có duy trì cái mức độ được. Có thể mình sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến ở phương Bắc nữa. Vấn đề là bây giờ mình chỉ có các hạm đội thì đằng xa mình có thể bảo vệ được lãnh thổ nhỉ. Các hiệp ước với Hung Nô. Cái phía Bắc ấy thì khả năng mấy thằng phương Bắc thì nó cũng không dám chiến tranh mình ngay đâu. Bởi vì là lực lượng của chúng ta đồn trú khá mạnh ở phía Bắc. Cũng không phải là không có quân. Trong ngắn hạn thì nó chưa thể tấn công ngay vào vùng phương Bắc của mình được. Còn thằng này thích chết à? Mà
động tình báo địch, ô tiền mình lên rất nhiều. Xây dựng công trình đầu tội tôn giáo cộng 10 tôn giáo Japanic. À, tất cả chúng nó đều tập trung về đây rồi. Tất cả chúng nó đều tập trung về đây. Đô đốc rồi. Hạm đội của La Mã. Sao cái hạm đội của mình cùi thế nhỉ? Vậy phải lên đến đây đúng không? Cùi quá. Thằng này nó muốn chiếm đất của mình à? Nó đứng đây đâu này. Wow. Nó có khả năng tiến quân vào đây được này. Thằng này thì nói thôi, thằng này chứ nó muốn đánh là nó phải vây. Mà lực lượng quân đồn trú ở đây thì cũng khá. Thằng này cũng hiểm phết nhỉ. Nó toàn đi đánh thuê vớ vẩn gì. Nó toàn lính đánh thuê vớ vẩn gì. Ây chà, mấy ông Viking phương Bắc ông tiến quân hơi ác ấy nhỉ. Còn cả mấy anh sang đất nhà mình cướp, láo thật. Ôi ôi, đất của mình hung nô nó đứng đông quá. Này kinh tế mình làm sao mà gánh được. Làm sao mà gánh nổi. Không xây được công trình không xây được công trình tôn giáo ở vùng này. Tàn phá. Thirsty for battle. Nó mò lên này. Warriors all.
thirsty for battle. Nó mò lên bờ. The shadows will take them. All is lost. Xịt nó mới đen. How can I help? Trận này chắc có lẽ mình phải đánh đêm. Nó khá nhiều quân. Cái hạm đội này thì kể cả cho nó trèo lên thì cũng có làm sao nhỉ? Toàn thuyền đâm hút lên lao. Chấp nó luôn. Khá nhiều cung thủ. Chơi đây. Ăn chơi đi, ngại gì tốn kém. Mình cũng không nghĩ là mình tiến quân với tốc độ nhanh như vậy. Với tốc độ nhanh như này thì à... Ồ, mình chưa có xe bắn đá loại to. Nó sẽ tiến ra từ chỗ nào nhỉ? Đây rồi. Ra hẳn chỗ đồng không có quận. Cho nó chốt. Nó có đội cung thủ, chúng ta sẽ cho lính Sti này nè. Nó lại đứng ngoài tường. À, nhiều anh em bảo là không hiểu tại sao mình lại dựng cái đội hình như này đúng không? Nó chỉ là một cái kiểu đội hình để giúp mình phòng thủ thôi. Với cả dễ cơ động. Mình sẽ dễ điều chỉnh quân hơn. Trận này quân của nó khá đông. Phá cái tháp canh trước đã. Quân địch sẽ ở trong thành ra và rất là đông. Ai da, Testudo. Cháy hai cái tháp canh này thì là xong. Và mình có thể thoải mái công thành. Có xe bắn đá thì tốt quá nhỉ. Xe bắn đá cấp to. Đúng. Xóm 4%. Chắc nó đang chờ quân lên này. Tốt rồi. Phá cái tháp này. Cháy rồi, tháp canh này nó bị cháy 100% rồi, sắp sập rồi.
The tower has been destroyed. This bodes well. Bên này nó không có cung. Bên này thì có cung tên. Cháy luôn đấy. Ô, tuyệt thật. Đi luôn cái tháp canh đó rồi. Ôi, có xe bắn đá lại to ở đây thì ngọt thế. The enemy tower is no more than wreckage now. Chơi kiểu khác. Nó không tấn công mình chưa kiểu khác. Nó không dám tấn công đúng hơn. Trời mãi bao giờ nâng cấp được cái đội kiếm này lên đến lấy tuyển chọn này. Nhà cửa nó cháy tan tành. Mấy thằng đổ bộ ở vùng biển kìa. Từ từ đấy nhá, hải quân nó đây. Bộ pháo này của nó dễ bắn lắm. Nó có một cái pháo hạng đâu nhỉ? Đây. Tầm này sắp pháo hạng nó không ăn được. Cung thủ nó định bắn vào cái đợt hàng đằng sau của mình, biết ngay. Nó không bắn được bọn Testudo này, nó bắn đằng sau. Đấy, biết ngay. Chuẩn bị. Bọn hải quân của nó chưa thì đâu. Ăn luôn. Mày chết. Nó có vẻ tập trung hết quân ra đây rồi. Cổng này nó để lại hai đội à. One of our units has used all its ammunition. Trời đất, kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Pháo lãng không chết mấy nhỉ? Kỵ binh vào đây. Vòng đường này vào à? Thôi được, kệ nó. Cái tháp canh này thì bắn đến đâu? Không trúng được. Nó rút nốt rồi. Nó sẽ tập trung hết vào cổng này à? Càng tốt. We'll kill them all.
Rồi, chính xác, tập trung hết vào cổng này rồi. The enemy settlement burns. Move out. Come into Gentes. Bắt đầu lém lao rồi. Ăn rồi. Speed của mình chắc chắn không chơi được. Lên luôn. Đứng lên đây để búp tinh thần cho binh sĩ nào. Cố gắng lên, đánh speed này. Đây sẽ là một trận đánh. Đẩy cho nó luôn. Đẩy nó, không cho nó tấn công đến speed của mình à, mấy thằng speed này. Đẩy. Đẩy luôn. Tiến. Tiến. Bình cũng đập. Cung tên nó bắn. Đây đây. Đây đây bảo vệ. Đúng rồi, chống tên. Chống tên nó có đơn vị này. Ai xa. Mình sẵn sàng cho pha móc lốt của sao. Rồi, mà test tôi đâu rồi. À, tướng của nó chết rồi à? Không sao, Testudo. Testudo tiến lên. Nó không làm gì đâu. Mà Testudo lên. Có đội ngựa ở đây. Hồn phết nhỉ. Ăn làm sao được. Ô cô đan kìa. Nó gọi thần cô đan lên à. Phòng thủ tôi khiên. Tiến lên. Rồi. Bắn cái binh rồi nhỉ. Hôn phết nhỉ. Mất tinh thần hết rồi các bạn thấy không. Đánh nhau nó phải có chiến thuật không này. Mất tinh thần rồi. Đánh làm sao nó đội chiến binh tuyển chọn này mình. Đánh
gọi là khá tên Testudo nó dựng lên. Warriors ready. Ồ, vẫn bị bắn tên nhỉ. Nó chạy đi đâu ấy? Nó đây. Nó vỡ hình hết rồi. Testudo có dựng lên á. Mình dựng Testudo lên. Đúng rồi. Mình dựng Testudo lên. Nó lát hết đội hình luôn à. Không thể tấn công được. Trừ sĩ khí. Tiến tiếp lên. Vỡ hết rồi. Ấy rồi. Long Ba Sốc này. Cho anh Testudo nó bảo vệ phía trên đầu cho bọn này được. Cũng có bọn này nó có Testudo trên đầu này được. Và tất cả những bọn còn lại có không quan trọng. Đấy, ngoài Test. Đội quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết à? Đúng rồi, điên cuồng chém giết lên thôi. Chạy hết rồi. Cứ tiến từ từ thôi. Tiến một cách từ từ. Nó đang hoảng loạn hết rồi. Hết rồi. Vỡ trận rồi. Nhưng dù các bạn thấy mặc dù là trận đánh này rất khó nhá. Cái tỷ lệ thắng chúng ta rất thấp. Nhưng mà cách dàn quân của mình đủ để cho chúng nó phải bỏ chạy. Đây này, chúng nó bỏ chạy còn nguyên đội hình luôn. Có những đơn vị còn nguyên cái đội kỵ binh thì trận thắng rất quát. 2.600 đấu với 3.400 mà chết có hơn 200 đồng chí thôi nhá. Các bạn có thể thấy là cái đội dâu dài kia, một phần nó sát thương nó thấp với cao nó không quan trọng, và cái quan trọng nhất của nó là nó gây hoảng sợ cho đối phương, vì nó có cái skill điên cuồng chém giết, nó có thể gây cho đối phương hoảng sợ nên nó mất tinh thần rất nhanh. Các bạn chơi cái đội dựa kiếm dâu dài của mình ấy, cái đội Godan ấy. Bọn đấy nó về độ lì của nó rất cao. Mày chết. Tất cả xuống biển. Rồi. Chiến thắng thuyết phục. Ready for battle. Chỉ có thể dùng tươi là một chiến thắng thuyết phục. Ready for orders. Vô gia cư rồi. À đâu, nó còn đất không nhỉ? Không có thành. À bọn này không vô gia cư được. Mày không có gia cư được ạ.
Chạy khỏe thế. Chạy khỏe thế. Mày chạy khỏe thế. Giờ thì kẻ nào dám đánh nhau với hai quân đoàn này. Hai quân đoàn này bây giờ nó được động tướng mạnh mà quân đoàn chỉ... Quân đoàn cấp 6 mắc vào đây rồi. Cơ hội mai phục. Sĩ khí chiến đấu trong rừng. Đạn dược cho bộ binh đánh xa. Kinh nghiệm cho bộ binh cận chiến tuyển dụng. Đoàn kết của cả tăng trưởng. Cái này duy trì cho tất cả các đạo quân à? Chả cần. Phạm vi di chuyển cộng vào đây này, cho nó khỏe quân lên này. Đấu với La Mã, đấu với Du Cư, đấu với Đế quốc Phương Đông. Tiền mình có thể kiếm được chứ là chỉ số thì đâu có kiếm được. Ơ sao lại không dùng được cái ruộng này à? Công trình vệ sinh ở vùng này chưa xây được. Rồi. Quá tuyệt vời. Cả ngày à. Ôi ôi. Có một thanh niên đứng gác này thế. Nghe có vẻ không ổn lắm. Tạm thời thì đã, về chỗ này thì thằng này chắc nó không đánh nhau mình ngay giờ. Thành này thì à... Thật ra ở đây có một cái hạm đội, bọn này nó toàn quân bộ binh. Chúng ta mình an toàn quá, nhưng mà bọn này nó đâm hút nguyên, bọn này chìm chắc cũng cần hết rồi. Thôi được. Một tướng lên cấp. Cái thằng Macedonia này thích chết à? Đưa quân ra đây. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak. No, 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 no. Visigoth. Ai ra bọn phương Bắc này bắt đầu đánh chiếm đất của anh. Có thể mình sẽ bắt đầu phải dùng đến các hạm đội để bảo vệ thành phố rồi. Quân đội thì bây giờ cũng không có nhiều mà chỗ nào cũng phát triển được. Hạm đội những cái làng ven biển, nhưng mà hạm đội thì phí nuôi quân của nó đắt quá. Tăng thêm số lượng quân đoàn được lên 2 quân đoàn nữa thì tốt nhỉ. Một trận chiến vì danh dự à? Chúng ta sẽ không cần quân tiếp viện. Một trận chiến vì danh dự. Thôi được. Ô, nó có xe bắn đá cỡ lớn này. Chết mẹ. Làm nào lùa lùa bắt cái xe bắn đá nó không vỡ mồm mình. Dù sao thì nó đã quyết định đánh một trận đánh danh dự thì mình cũng không nên không nên nó có hai đội kỵ binh nhưng mà không nên truy sát nó quá. Mình phải khử, chỉ cần khử cái xe bắn đá nó thôi. Xe bắn đá nó là vấn đề. Ôi giời, cái thành này á,
Nó vào được có nó thành thánh. Vấn đề là làm thế nào để móc lốp được cái xe bắn đá đó thôi. Cái xe bắn đá nó tầm bắn đến đâu? Ra đây. Chặn cái lối này thì nó sẽ đi vào lối này và nó sẽ vào đây và vào đây. Chặn ở đây thì cổng to, mình cũng muốn thủ ở cái cổng nó to sướng. Ready for battle. Hơi sâu. Battle group ready. Lùa phải bắt được cái xe bắn đá nó đấy. Mấy tự dưng nó có cái xe bắn đá to. Warriors eager for blood. Battle group awaiting your word. Bộ binh của mình tử đấy. Battle group ready. Defensive testudo. Battle ready and eager. Set them alight. Come into tenses. Grouped and ready. Horsemen. Riders advance. Hey, these bastards mean to sell. Xe này nó khả năng mình sẽ cho kỵ binh chạy vòng ven biển. Nó sẽ khó. Không, từ từ. Đây rồi. Cho bộ binh nó vào đã. Melee fighters ready. Gods protect us. Gods watch over us. Bắt đầu bắn nhau rồi. Từ đừng ra bộ chết oan với mấy khẩu pháo. Enemy troops have reached the walls.
Rồi. The barricades are under attack. Onaga! Lord, protect us. Nhanh. Ô. Oh, biết ngay nó lã kiểu này. Quá ngay khẩu pháo nó. Đây rồi. Cổng bên này thì không sợ. Tao tấn công à? Để ra đây. Rồi xong. Phá luôn cái này. Cổng này thì rắn đét nó không vào được. Sợ cái bộ binh của nó không sợ đâu. Nó chỉ mạnh thế nó có xe bắn đá. Đúng là nó sửa chuyện. Rồi ra đây. Đùa bắn cung với cho anh. Chuyện đi vô đan rồi. Xông lên. Chơi chết cho nó luôn. Phá hủy à? Từ từ. Thông minh lắm. Bọn này thông minh lắm. Mấy thì ăn được làm sao mà đội này của mình. Đánh nhau với tướng của mình à? Tan à? Có chiến binh Gordon rồi. Chiến. Ôi mấy thằng xe bắn đá này. Đừng bắn nữa. Ngoài này nó toàn lính cùi rồi. Giải quyết nhanh đội cung này nào. Ra đây. Khử ngay mấy thằng cung tên nó cho anh. Tiến thật nhanh vào, đừng để cung tên nó bắn. Áp sát cho nó ngay. Thằng này đâu rồi? Testudo dựng lên.
sợ. Đẩy rồi. Đúng lắm. Rồi, Lombard Swordsman. Siêu hồ. Sao chúng nó chạy? Chúng nó chạy ra hướng kia kìa. Giết. Không phải ngoán, không phải xoắn. Tha nát luôn. Mày nghĩ ăn được anh. Đội phòng thủ của nó kìa. Chơi bọn này chơi. Được rồi. Chạy ra đây. Một mấy anh lông bè này chém áp thật. Úi dồi ôi. Úi dồi. Rất điểm, rất ngọn ngàng. Rồi, quay chết cho nó luôn. Thế chứ, tướng của mình thì không nên đánh nhau nhiều. Chưa tan cả. Gớm nhỉ. Mấy con lỏ leo này gớm. Rồi. Bọn bộ binh của nó phải bị bọn này nó chém thì nó mới nhanh chạy được. Ok. Horsemen. The battle is turning in our favor. Thế trận đã ủng hộ chúng ta. Tàn nát. Praise the gods. Your victory is over. Rồi, một trận chiến vì danh dự. Mình chết toi mấy cái xe bắn đá ở đó. Nó mà không có xe bắn đá mình thiết lập đội hình từ đầu thì nó làm sao vào được. Nó có thêm một xe bắn đá nữa. Rồi hết đội mình. Rồi. Kỳ hạn làm việc đã hết. Kỳ hạn làm việc đã hết à. Tự sát đi. Người lính cuối cùng. Thôi anh ấy đã chiến đấu vì danh dự. Anh ấy đã được chiến đấu vì danh dự. Anh ấy đã được chiến đấu vì danh dự. Đây rồi. Lên một cấp nữa thì thằng tướng này còn phải nói là skin của nó còn... Ủa. Nó còn đều hơn thằng tướng huyền thoại chứ. Bởi vì là tất cả các cái dòng của nó này. Lên cấp sau nữa thì nó sẽ lên đến đây à. Một nữa. Học một vào đây nữa. Nó xảo quyệt sẽ lên đến cấp 9. Thẩm quyền 9. Nhiệt huyết cũng sẽ lên đến 9. Cái này mà nó được cái hỗ trợ tăng cái gì đấy thì ngon nhỉ. Thập quyền chẳng hạn.
Mày nó búp cho quân mạnh lắm. Giáp 68. Ready for orders. Thanh niên này. Cái thằng này. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today. Rồi. Rút quân về nhà ngay, ai cho mày đứng trên đất của anh? Ready for battle. We take this settlement for the tribe. Khỉ à, nó lại tuyển được mấy thằng La Mã thế nào? When your feet bleed, you can moan. Ready for battle. Đoàn này rút lên đây. Đây có một cái hạm đội thì à. How can I assist you? Thực ra trong ngắn hạn thì nó cũng chưa ăn được đâu, nhưng mà tâm thì. Watching, always watching. Trong ngắn hạn thì nó chưa đánh được. Tuyệt sát luôn của Ý à? Một phe nữa đã bị tiêu diệt. Đây này. Thanh niên này còn mỗi cái đảo ngoài khơi này. Thanh niên này. Xung quanh mình lại suy yếu. Đấy mệt với cái thằng này nhỉ. The day's greetings to you. Mình có đứa con gái sắp lớn rồi thì phải. Nó có 13 tuổi. 37 tuổi đây này. Xảo quyết cộng 1 này. Có đứa con gái tốt phết này. Đây, nó có đứa con gái 20 tuổi. Cháu 20 tuổi. Be welcome. I... Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Thằng này ở cái góc này thì chắc không đánh được mình. Thôi được, anh sẽ đề nghị cùng tham chiến với mày. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home after all. Phải tiện đã. Khó nhỉ. Alaman. Này. Phải thông gia được với thằng đệ này, nếu không thì căng đấy. We take this settlement for the tribe. Sao lại phải đánh đêm? Bốn đội cung. Thuyền pháo thì nó lại phải mò lên bờ thôi. Thái tử của mình phải nói là quá là mạnh luôn. Thái tử của mình chiến binh còn hơn cả huyền thoại đấy. Thằng huyền thoại kia thì nó lại quá mạnh và thẩm quyền, trong những cái kia thì lại không được cao lắm. Thằng này nó gần mắc tất cả mọi cái rồi.
Nó sẽ tiến được vào biển, tới biển này. Đây rồi. Phá cái tháp canh này. Tiến sát ghê nhỉ? Nó tận đây rồi cơ. Không bắn được cái tháp canh bên này. Vùng này là không thể trèo lên được à? Kín luôn à? Đứng chéo kiểu này dễ bị tên bắn lắm. Không được. Warriors eager for blood. Scrappers ready. Thế này thì mới ra được. They will bleed for us. Oh, now. Nếu thế thì bên này lên có 4 đội. Infantry. Battle group awaiting your word. Battle ready and eager. Defensive testudo grouped and awaiting orders. Stand ready. Defensive testudo. Battle group ready and awaiting orders. Để xem con nó như nào, mình chưa bao giờ mình chơi thủ mà. Phá tháp cảnh. Chúng tí nào. The enemy approaches. Với cái tốc độ tấn công nhanh như thế này thì không biết mình có đủ tiền để nuôi quân, nuôi sửa chữa nhà cửa không nhỉ? Mình tiến hơi nhanh. We have destroyed the enemy tower.
nhà cửa nó cháy khét lên rồi. Lắm cung thủ quá. Nó chơi đội hình giãn cách này thì mình không bắn được đâu. Không hiệu quả. Đấy. Chủ nhà nó cháy hết rồi, cháy nguyên cả một khu làng này. Dừng. Chơi đội hình giãn cách rồi. Mình cũng không có đường để xuống cho kỵ binh xuống à? Hỏng bọn nó. Ambush troops have been detected. Các đạo quân ẩn nấp của chúng ta đã bị phát hiện. Nhưng mà nó bắn tên vào rừng thì nó cũng bị hạn chế bởi vì nó sẽ bị vướng cây cối. Lối nào để vào nhỉ? Tăng nhanh tốc độ lên xem nào. Nó đi đâu ấy? Nó đợi chúng nó vào đã. Bỏ đồ bộ kia nữa. Không có thuyền pháo nữa đâu. Vào rồi, chuẩn bị vào. Đồ bộ vào đây. Nấp trong rừng, bắn vào mắt. Đó rồi, bắt đầu gọi tên. Thả chó. Đáng ngại lắm nhỉ. Tôi không thấy thương vong lắm. Bắn hết tên đi xem nào. Chết được mấy thằng. Dồi ôi. Hai thanh niên hy sinh rồi. Không thấm. Tên bắn thẳng thì không sợ. Ba thanh niên hy sinh. Ơ, nó không tắm tiến vào à? Bọn rìu nó rút ra rồi. Bọn kiếm này thì không sợ. Chặn sát thương thần xa cộng 10 nữa. À. Nhân viên này bị nặng thế. Thì nó chứ phải đấu lại chứ để nó bắn này chết con mình. Mưa tên dội đầu. Infantry.
attacking our general. Núp vào trong cái đội hình. Bắn cái quái đầu tướng của mình được nhỉ? Này bị trên đây bắn này. Ui dồi ôi. Rát ghê nhỉ. Đủ rồi đấy. Hết tên rồi, bắn lúc là hết. Thanh niên này bị đứng và chịu đòn. Không phát được đội này đâu. Ôi dồi ôi, mũi tên rội vào đầu. Đầu thân với anh lính của mình. Một đạo quân địch đã lấy lại tinh thần. Nó có hận hết tên rồi. Nó hết tên rồi, xong rồi. Rút hết rồi, nó đang rút rồi. Lên lưng về. Tướng nó, giết tướng nó. Chạy hết rồi. Kỵ binh lùa. Được, chơi kiểu này cũng được đấy. Tan vỡ hết rồi. Đây trận công thành mình không cần lùa nhiều. Trăm chiến sĩ hy sinh. Nói chung thương vong này là cũng chấp nhận được, bởi vì sau trận chúng ta lại hồi được quân. Thực ra cái thằng lính gậy ấy, nó chỉ sợ một cái bọn lính dìu thôi.
tất cả các đơn vị khác chinh phục khỏi. Ready for battle. Ấy. À, quân đoàn của nó chưa lên được cấp mấy. Đây, cho nó đánh lên đây nữa thì nó mới hổ báo. Công trình này ngon mà. Hết tiền. Nghèo như một con mèo. Nhiệm vụ mình xem nào. Ở vùng này Venetia đây. Đây và phương Bắc. Duy trì 240 đạo quân. Mới có 130, có nghĩa là còn 11 đạo quân nữa. Trời ơi, tiền đâu mà nuôi lắm quân thế. Hay quá nhỉ. Sao lại có cái thằng con ngựa này nó ở đâu ấy? Hispania. Nó lại chiến tranh với mấy thằng kia. Bây giờ mình gua mấy thằng này phát xem nhỉ. Chiến tranh với thằng phanh Lampard này phát sinh. Thôi là qua lượt. Hết bố tiền rồi nào, lại thống đốc. Nhà vua 50 mấy tuổi. Bây giờ hai tướng của mình đều cấp rất cao à. 65 tuổi. Sao lại trung thành mà nó lại giảm thế này. Bổ nhiệm cho thái tử lên ngay. Rồi, khá nhiều chức vụ. Tình hình là rất tình hình. Chúng ta đã kiểm soát được bán đảo Ý. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta là tiến đánh và chiếm được cái đảo à. Chúng ta đã kiểm soát được bán đảo Ý này, đảo Sicin. Nhiệm vụ của mình bây giờ là chiếm được cái đảo kia, nhưng bây giờ là hải quân đâu ra mà nuôi để mà bảo vệ nhỉ? À rồi, thằng này sao nó chạy trên đất mình đông thế? Bọn này vớ vẩn thật đấy. Nhà của chúng nó hay sao mà chúng nó cứ chạy lông nhông như đấy được nhỉ? Làm nào tăng thêm số lượng quân đoàn lên 2 quân đoàn nữa. Đối với hải quân chắc có lẽ mình sẽ duy trì các cái đội thuyền đâm húc thôi. Chứ còn
Thuyền chiến thì chắc là không. Đế quốc Tây La Mã, đế quốc Đông La Mã. Phải dùng những hiệp ước hôn nhân với bọn tướng lĩnh của mình rồi. Mình có một con gái có xảo quyệt cộng 1. Có thể là mình sẽ kiếm một thằng tướng nào đấy ngon ngon, mình sẽ cho nó thủ quân. Hoạt động tình báo. Ôi ơi, vua chết rồi à? Đồng trung thành ủng hộ chính phủ. Vua chết rồi. Mình còn có một cô con gái 17 tuổi này, rất xinh đẹp. Hai mươi chín tuổi. Có vợ rồi, nói tục, trung thành, thông minh, xảo quyệt này, dễ nhìn. Bây giờ là phải dùng đến hôn nhân chính trị rồi. Be welcome. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. Thằng này thì không ngại lắm. Vẫn đang cải tiến thằng này này. Thằng này nguy cơ cao. Nó đang rất không ưa làm phanh. Các hiệp ước với Hung Nô, siêu cường, chiến tranh với quân Ly Khai Tây La Mã, tình báo hành động chống lại quân Ly Khai Tây La Mã. Hành động quân sự chống đại quân Ly Khai Tây La Mã. Come then, speak. The people will consider what I hear, but you must speak without delay. Nó đang thân với thằng này thì mình cứ tặng quà cho thằng này. Rất là khó hiểu ấy. Mình ngán nhất là thằng này. Nó đang cho quân khắp nơi trên lãnh thổ mình như này. Cái thằng khỉ này nữa. My salutations and the good wishes of our people to you and yours. Of what would you... Bơm tiền vào mặt nó xem nào. Thằng này nó đang kiểm soát cái tỉnh ở đây à? Nó chiếm tỉnh này à? Ờ, cho nó chiếm đi xong mình sẽ đánh tỉnh này. Hạm đội mình rồi. Huyền cận chiến, giáp, sức khỏe 120. Nó cũng không đắt lắm đâu mà. Lên đến đây mới là một vấn đề.
Đây đã. Cái vùng này bị thiếu vệ sinh do cái công trình này lên. Cái vùng này là về nhà. Rất là khó nha. Ready for orders. Thành lập thêm một hạm đội nữa đây. Thẩm quyền. Thằng con nuôi này của thằng con hoang này của mình. Ready for orders. We're gonna need a bigger fleet. We need good, strong men. Your orders? Tướng. Cha, thống đốc. Warriors all. Vì xây dựng công trình. Cùng Frisia kiếm đâu ra thống đốc ngon bây giờ. À chết, hết tiền, hết tiền. Từ. Không phải là không ấy được mà hết tiền đây, thương gia. Thương gia. Rồi. Thương gia. Chiến tranh với thằng này thì lôi cả thằng này vào đấy. Cái thằng này nó có quân trên đất mình không nhỉ? Đảo lại một vòng xem nào. Đây. Chưa phải lượt này. Ông hôm nô ông đi khắp nhà mình này. Lại phải ghi điểm với thằng quân đi khai Tây La Mã à? Duy trì một cái mức độ ảnh hưởng với cái thằng đệ của mình cũng vất vả nhỉ. Mình muốn nó chiến tranh với cái khu vực phía ngoài đấy mà khó cái. Không thể nào chiếm được Constantinople à?
cộng trung thành. Rồi ok. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.